Xin chào các bạn đã cùng đến với channel của Đình Phòng. Và hôm nay mình tiếp tục gửi đến cho khán giả một chủ đề cực kỳ gây nhức nhối trong lòng nhiều fan hâm mộ. Đó là trước khi gặp Chìm Điêu, võ công của Dương Quá và Gia Lô Tề ai mạnh hơn? Rõ ràng trong mắt thần Điêu, chúng ta đều thấy có sự phân lớp rõ ràng. Lớp đại cao thủ bao gồm Tứ Tuyệt, Lão Ngoan Đồng và Thị Luân. Lớp cận đại cao thủ bao gồm Từ Ân, Tiểu Long Nữ và Công Tôn Chỉ. Lớp cao thủ thì nhiều lắm, Đình Phong cũng không tiện liệt kê ra. Trước tiên, để các bạn hiểu rõ nội dung trong video thì mình xin định nghĩa lại cụm từ Dương Quá thời còn phọt phẹt. Thực ra cụm từ này Đình Phong muốn nhắc đến thời điểm của anh Võ khi chưa gặp Chìm Điêu, hay chính xác hơn là đặt chân vào nơi ở của Độc Cô Cầu Bại. Và nếu xét tới thời điểm đó, trong hành trình trưởng thành của Dương Quá, mình tạm điểm ra ba nấc quan trọng. Nấc đầu tiên là vừa ra khỏi cổ mộ, nấc thứ hai là gặp được Bác Cái, Tây Độc và Đông Tà, nấc thứ ba là lúc rời khỏi Tuyệt Tình Cốc trở về thành Tương Dương. Các nấc về sau thì Quá hơn Tề đã rõ ràng. Việc Đình Phong so sánh võ công của anh Võ với Gia Lô Tề có thể khiến cho một số độc giả hâm mộ Dương Quá phật lòng, nhưng rõ ràng trong dàn hậu bối và trong cả xuất phát điểm, Quá cùng Tề là những cá nhân xuất sắc nhất. Mình xin loại luôn hai ông thần Đôn Nho và Tu Văn, vì bọn họ chỉ ăn hại đái khai chứ chẳng làm được việc gì nên hồn. Nói về tuổi tác, khi vừa ra khỏi cổ mộ, Dương Quá khoảng 18, còn Gia Lô Tề chừng ngót 20. Như vậy số nồi bánh chưng của hai người cũng không quá chênh lệch. Dương Quá là đệ tử ưu tú của phái cổ mộ, còn Gia Lô Tề là đệ tử ưu tú của phái Toàn Trần. Hai phái này có quan hệ với nhau như thế nào thì các bạn cũng đã biết cả rồi đấy. Vậy nên việc so kè giữa anh Võ và Tề là hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, chứ không khập khiễng chút nào. Đình Phong xét nấc đầu tiên là nấc vừa ra trường đời. Khi ấy Quá gặp Lục Phô Song và Hoàn Nhan Bình. Tại thời điểm này Kim Dung không còn phơm, nhưng Đình Phong cảm nhận rằng Tề hơn Quá tầm nửa bậc. Chúng ta đều biết rằng khi Dương Quá gia nhập cổ mộ, tuổi khoảng 13-14, sở học không có nhiều ngoài các mô công mà Tây Độc truyền thụ. Thêm gần một năm, chàng đã đại thành 81 phép trong Thiên La Địa Võng Thế. Tiểu Long Nữ nói rằng tại thời điểm này Dương Quá vẫn thua xa Triệu Chí Kính. Dương Quá đến năm 16 tuổi, hầu như toàn bộ nội công, trưởng pháp, quyền pháp, binh khí, ám khí của bản phái anh Võ đều học đủ, lại nằm trên giường Hàn Ngọc nên tiến bộ cực nhanh, chỉ riêng công lực chưa thâm hậu mà thôi. Kim Dung tiếp tục cho rằng hiện thời võ công của Dương Quá còn thua xa Doãn Chí Bình. Nếu dùng võ công phái khác mà đấu với Trần Nhân, nhất định chàng sẽ thua. Nhưng Lâm Triều Anh hồi trước đã nghiền ngẫm cách khắc chế võ công của phái Toàn Trần, mỗi chiều mỗi thức đều phối hợp đầu ra đấy. Có điều sau khi sáng tạo chưa từng đem ra sử dụng, cho nên đệ tử phái Toàn Trần không ngờ rằng trên đời lại có thứ võ công khắc chế môn phái của họ. Lúc này Dương Quá đem ra sử dụng, Doãn Chí Bình không kịp đề phòng, tâm thần lại bị kích động, không thể chống đỡ. Tuy chưa bị đánh ngã, song cũng phải lùi xa hai trượng. Sau sự kiện đó, anh Võ tu luyện trong cổ mộ thêm hơn một năm nữa, lúc này đã là 18, tương ứng với mốc đầu tiên mà Đình Phong đang xét. Trùng hợp thay, chàng gặp ngay Gia Lô Tề. Chuyện kể như sau. Dương Quá mới ngắm Tề xuất thủ ba chiều đã thầm kinh dị, thấy y tay trái trống lạnh, thủy chung không động, tay phải duỗi ra co vào, không hề di động cước bộ, linh hoạt đối phó với đơn đao của Hoàn Nhan Bình. Chiêu số tinh diệu, bộ vị chuẩn xác, quả thật bất phàm thì nghĩ thầm. Người này cử thật, võ công tựa hồ là phái Toàn Trần, song lại không phải. Lục Vô Song nói, đồ ngốc, võ công của chàng trai kia cao hơn người nhiều lắm. Thực ra câu nói này chúng ta cũng không nên quá bám vào mặt chữ, mà nên xét hoàn cảnh lúc bấy giờ. Rõ ràng Song Nhi đang trêu anh Quá. Võ công của Tề có cao cũng không thể cao hơn Võ quá nhiều được. Dương Quá vốn kiêu ngạo, nhưng cũng tự nhận mình không bằng y qua cuộc nói chuyện với Hoàn Nhan Bình. Chuyện như sau.
Võ công của ta nếu đánh nhau thật, chưa chắc đã địch nổi ra Lọt Tể. Nhưng dạy cho cô nương 3 chiêu để đi giết hắn ngay trong đêm này thì không có gì là khó. Chỉ lo hắn đã tha cho cô nương 3 lần, cô nương không nỡ ra tay mà thôi. Qua đoạn trích trên cho ta thấy được hai điều. Đó là nếu so về võ công, Dương Quá không bằng Gia Luật Tể. Nhưng nếu đánh nhau thật thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Bởi anh Võ vốn là mưu nhiều kế, nhiều phương thức hạ tiện anh cũng sẵn sàng đem ra sử. Không chỉ Dương Quá tự nhận kém Gia Luật Tể, mà ngay cả những câu từ của nhà văn Kim Dung cũng cho thấy điều đó. Chuyện như sau: Dương Quá cùng Gia Luật Tể chạm mặt Lý Mạc Sầu ở quán nhỏ. Khi bị Sầu khích bác chuyện ăn nằm với sư phụ, anh Võ tức giận liều mình xông vào đánh. Tất nhiên anh thua kém quá nhiều, làm sao mà địch lại. Tề trong lúc quá nguy cấp liền ném liên tiếp hai chén rượu vào đạo cô họ Lý. Lý Mạc Sầu cả kinh, tưởng tiểu long nữ xuất hiện, bụng bảo giả: sư muội đã luyện được khí lực mạnh mẽ vậy ư? Đợi khi mình quay lại, Lý Mạc Sầu thấy người ném không phải tiểu long nữ, mà là một thiếu niên cao cao, cước bộ ngừng trọng, tuổi chỉ độ 20 nhưng sức ném ly rượu vừa rồi cùng tư thức rút kiếm, bước chân tựa hồ có công lực tu luyện trên 20 năm. Lý Mạc Sầu vung phát trần đánh xuống giữa đỉnh đầu của Gia Loạt Tể. Tề tay trái giữ kiếm quyết, chân phải bước ra, sử chiêu định dương châm đâm xéo lên, chính là kiếm pháp chính tông phái Toàn Trần. Một chiêu này thần hoàn khí túc, kình công thức lực hết tải đều chuẩn xác, trông bình thường không có gì lạ, nhưng để luyện tới mức tinh diệu lạ lùng như thế, có người tốn công cả đời cũng không học được. Dương Quá trong Hoa Tử Nhân Mộ cũng từng học kiếm pháp phái Toàn Trần, dĩ nhiên biết những chỗ kỳ diệu của kiếm pháp đó. Có điều võ học của chàng pha tạp, chiêu định dương châm này chàng không tài nào sử ra một cách đoan ngưng hậu trọng như thế. Lý Mạc Sầu đấu với Gia Luật Tể hơn 40 chiêu, Tề thu hẹp dần vòng kiếm, ngưng thần chống đỡ, thấy mình thua đã rõ, song Lý Mạc Sầu muốn thắng ngay thì cũng chưa thể. Đạo cô họ Lý thầm khen: tên tiểu tử này quả nhiên có võ công thuần chất của phái Toàn Trần, tuy chưa bằng ba vị Khưu, Vương, Lưu, song cũng chẳng thua gì Tôn Bất Nhị. Môn hạ phái Toàn Trần đúng là không thiếu nhân tài trẻ tuổi. Qua đoạn mô tả trên, ta có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng tại nấc đầu tiên, thực lực của Gia Luật Tể nhỉnh hơn Dương Quá. Xét tới nấc thứ hai là gặp được Bắc Cái, Tây Độc và Đông Tà. Lúc này Dương Quá có vẻ nội lực đã tăng tiến, kèm theo chiêu thức đa dạng hơn hẳn. Anh Võ được bút đàn chỉ thần công, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp và lĩnh hội cả đà cầu bổng pháp đều là những tinh hoa trong võ học. Đối diện với đám cao thủ tuyệt đỉnh thì không nói, nhưng nếu gặp hạng cao thủ tầm trung cũng chẳng án bố con thằng nào. Chính trong Anh Hùng Đại Yến ở Lục Gia Trang, Dương Quá đã đánh bại Hoặc Đồ, điều mà Gia Luật Tể 17-18 năm sau tại lúc đỉnh cao cũng không làm được. Rõ ràng ở mốc thứ hai, Tề đã bị đuối hơn anh Võ, vì hào quang của nhân vật chính bắt đầu phát huy tác dụng. Sang mốc thứ ba là mốc khi Dương Quá từ Tuyệt Tình Cốc trở về thành Tương Dương. Tại mốc này, chồng yêu của Quách Phù có lẽ đã dưới trình anh Võ khoảng nửa bậc rồi. Kim Dung mô tả Gia Luật Tể hơn Dương Quá 2 tuổi, nhưng sắc diện uy nghiêm, trầm tĩnh hậu trọng, khác hẳn với Dương Quá bồng bột nôn nóng, hăng hái ồn ào. Y xuất phát điểm mạnh hơn anh Võ, nhưng càng về sau càng tụt lùi. Lý do đơn giản nhất là họ Gia Luật Tể không phải người được chọn. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.